Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip này mình quay bà con là tại vườn hỗ trợ cho nông dân là anh Thịnh làm cành. Nó là với cái bơ của anh là 18 tháng. Nói chung là cái vườn bơ của anh nó gồm có gần là 380 gốc, gồm có bơ bút và bơ thường. Thì cũng có hướng dẫn cho anh Thịnh tại vườn là cách làm cành, bấm những cái chồi nào cho nó hiệu quả và chồi nào tạo thế cho cái bơ 18 tháng từ lúc ban đầu. Thì clip này mình quay cũng rất là chi tiết và chỉ cho anh Thịnh tận tay về cái cách mà làm chồi, làm cành, tạo tán và tạo thế cho cây bơ từ lúc ban đầu cho đến khi mà vào cái vụ kinh doanh để cho cây bơ chúng ta đạt hiệu quả hơn. Thì mình quay cũng rất là chậm và cụ thể để cho bà con nông dân xem về cái mô hình mà chỉ cành tạo tán. Bà con chú ý nha, bà con luôn luôn bấm những cái đọt cây lên cho mình. Bà con nhớ vậy, vì chúng ta tạo cho thế bonsai giống như bà con nông dân ở miền Tây chúng ta là hay bấm ngọn và nuôi cái tán đi ra chứ không đi lên. Những cây như là cây xoài rồi cây chôm chôm, cây nhãn, cây bưởi đó, nông dân miền Tây chúng ta không bao giờ để ra cái tán của nó lên cao mà chỉ có đi ra thôi. Nó càng ra bung ra bao nhiêu thì trái nó đấy, nó dang rộng bấy nhiêu. Còn đi lên cao thì nói chung cái năng suất và cái hiệu quả nó không cao bằng cái thế đi ngang. Nên đó con xem nè, cái clip này bấm rất là từ từ và hiệu quả cho con xem á, rất là chậm. Con cứ xem. Toàn bộ bấm ngọn hết, bà con đừng có tiếc nha, vì mới 18 tháng mà nên bà con không cần phải cho quả, cho trái gì hết. Bà con cần có thể là đẻ từ năm thứ 3 vô. Nó đạt hiệu quả năng suất cao. Mình quay cũng rất là chi tiết đó, những cái ngọn mà nó chỉ lên nó là mình bấm hết đó. Mình quay cụ thể tí nữa là ở cuối clip đó là toàn bộ cây bơ mà đã hoàn thiện xong. Hồi nãy mình quay là lúc mà cây đang rậm ri đó, tí nữa bà con nhìn thấy nó thoáng và đẹp. Nói chung là ban đầu thì vợ của anh Thịnh, nói chung là hai vợ chồng rất là tiếc, sợ, không có dám bấm cái cành nào hết á. Nhìn cành nào cũng đẹp quá, bấm tiếc, nghĩ cành nào cũng có trái, thôi để thôi, đừng có bấm, tiếc. Nhưng mà khi vào thì mình cũng bấm thử cho vài cây, nói chung là cũng được 5-6 cây để cho vợ chồng anh Thịnh là xem và thấy. Thì sau khi xem thì nói chung là hai chồng cũng thấy là hợp lý, nói chung là cũng rất là thích với cái cách tỉa cành tạo tán với bên trái cây từ một lắc. Thì mình cũng nói thẳng với bà con cái công việc mà cái cành tạo tán này nó đóng vai trò hầu như là 70% là quyết định cái sản lượng của bà con nông dân chúng ta. Vì thế nên mình cũng khuyên một số bà con á, ai mà chưa có kinh nghiệm về tỉa cành tạo tán á, thì bà con cứ xem trên clip này, mình quay rất là chi tiết và cụ thể tại vườn. Thì để bà con nông dân chúng ta ai chưa xem thì có thể nắm rõ được. Thì chắc cái về cái kỹ thuật mà tạo tán như thế này á, mình quay cho bà con xem cũng rất là nhiều rồi. Hầu như clip nào về kỹ thuật tỉa cành tạo tán mình cũng nói rất là rõ và cụ thể về các cái chi, những cái thế cành của cây mình bấm. Thì đây mình cũng quay từ từ để con xem nha. Thật chất là clip này rất là dài á, mình quay gần tới 1 tiếng đồng hồ là quay về toàn bộ cái cách mà làm cành, tỉa cành tạo tán. Thì với cái vườn bơ của anh Thịnh này, nó đang bị ba cái bệnh. Thứ nhất là thối thân, xì gốc trên cây bơ, đó là cái bệnh đầu tiên. Cái bệnh thứ hai nữa là cái bệnh bị bọ xít, nó chích ngọn. Cái bọ xít chích ngọn mình nói với bà con rằng bà con chỉ phun thuốc sâu, côn trùng kết thúc lúc mà giai đoạn nó đang phát đọt non á, thì bà con xịt lúc đó. Mà thời gian xịt á, là mình nói với bà con là bà con nên xịt lúc 4 đến 5 giờ chiều mát mẻ á, thì bò xít bò vừng đó, mấy con đó nó hoạt động vào ban đêm. Nếu mà ban đêm mà buổi chiều bà con xịt rồi thì ban đêm tất nhiên nó hôi, nó không bay tới nữa, thì cái ngọt non mình phải vẫn phát triển bình thường. Chứ còn con xịt buổi sáng thì chiều gió thổi mưa bất thường nữa là nó bay hết thì nó không còn hôi nữa, thì không có tác dụng, thì nó vẫn tới nó chích. Mà cái cơ đọt non á, cái cơ đọt nó quan trọng, nó phát triển tạo cái hình thế và cái tán cho cây bơ bút của chúng ta. Nên bà con đó là mình khuyên lại là với cái cách mà chống bọ xít mũi khi để cho cái cơ đọt của bà con nó ra nha. Đó là mình khuyên bà con á. Đó là vấn đề thứ nhất của cái bệnh bọ xít mũi chích ở trên cây bơ của nhà anh Thịnh. Vấn đề thứ hai là bị bệnh nấm thối rễ. Thì cái vườn của anh cũng bị nói chung nhiều do cái chế độ mà phòng bệnh của anh nói chung là cũng chưa có. Nói chung vợ chồng cũng kêu là hồi giờ cũng mới trồng bơ lần đầu nên cũng chưa có kinh nghiệm. Thì bên mình cũng sẽ hỗ trợ cho bà con nông dân về các phương pháp mà phòng bệnh, chữa bệnh để cho cây bơ nó hiệu quả. Thì cái vấn đề quan trọng nhất mình cũng khuyên bà con á là cái bệnh mà thối thân, xì gốc. Cái thứ hai là bệnh thối rễ. Đó là hai cái bệnh mà quan trọng nhất. Rồi cái thứ ba nó là cái bọ xít mũi nó chích ngọn.
những cái bệnh đó thì bà con nghĩ nó đơn giản, vườn nhà ai chưa bệnh thì nghĩ nó rất là đơn giản, nhưng những vườn mà nó bệnh rồi á, thì bà con thấy nó rất là buồn, vì tự nhiên cây bơ nó thối cái gốc, nếu chúng ta không chạy không quét á, thì nó chết, thì lúc đó bà còn tiếc nữa. Vì trồng một cây bơ là bà con nghĩ đi, mất thời gian đến 3 đến 4 năm, nó rất là khó đối với bà con chúng ta. Thời gian 3 4 năm mà bà con không có thu mà nó xì gốc hết, chúng ta thu xong được 1 2 năm là cây bơ nó chết, thì lúc đó chúng ta rất là tiếc. Vì cây bơ búp thật chắc ra bà con nông dân chúng ta ai cũng rất là thích. Thì tại vườn đây mình cũng hướng dẫn cho nông dân đó là quét cái bệnh mà xì thân, thối gốc. Thì mình cũng hướng dẫn cụ thể tùy vào cây bơ. Có nghĩa là những cây bơ nào mà nó thối gần hết cái thân á thì bà con nên gọt một nửa thôi nha, bà con đừng gọt hết, bà con gọt hết á là nó chết luôn cây á. Nên nếu nó thối gần hết thân á thì con gọt một khúc để cho khúc đó nó liền, rồi bữa sau chúng ta quét cái khúc dưới thì nó mới hết hẳn. Cái đó là cái mà mình nói với bà con nha, chứ đừng bà con cứ đừng có mà cạo hết nặng quá. Đó là với những cây nặng nha, còn với những cây mà chưa bị gì thôi thì bà con cũng quét phòng của mình đi, đó là mình khuyên bà con. Với lại cây bơ chúng ta một khi chúng ta quét cái bệnh xì thân này, bà con cũng cạo cho kỹ nha, bà con nên làm một lần cho nó bớt hẳn luôn đi, đừng để chúng ta cạo sơ sơ không hết mầm bệnh rồi nó tái bệnh lại nữa, thì bà con tốn chi phí đi làm, tốn công tốn thời gian rất là mệt đối với bà con. Thì mình cũng hướng dẫn cũng hết mình với bà con về cây bơ búp, nên bà con cứ xem vào tất cả clip mình quay, mình nói rất là chi tiết và cụ thể rồi đó. Thì về cái thực hành và cái nói thì bà con xem cái thực hành là con nắm rõ nhất, những cái tư thế mình bấm á bà con xài thấy rất là hiệu quả. Thì ở đây mình hướng dẫn cho nông dân cạo á, thì những cái thắc mắc nào khi bà con nông dân cạo không được á, mình sẽ chỉ rõ những cái vết thương, những cái vết nấm xâm hại như thế nào thì mình cũng chỉ tại vườn luôn, những vết đen nào mình chỉ hết cho nông dân, thì mình quay cũng rất là cụ thể của con á. Thì nông dân chúng ta thì chúng ta cũng một số người sẽ không biết, một số người sẽ biết, nên những cái gì không biết á, mình sẽ hướng dẫn tại vườn hết cho con nông dân xem. Đây là cái việc mà cạo thân bơ rồi, tiếp tới là vẫn mình quay hết toàn bộ vườn đó là làm cái bơ mới đó. Đây đây là cũng cây bơ mới nha, mình cũng quay cho bà con xem nè. Đó đó, đó là thế ban đầu á. Thì ở dưới thì anh nông dân vẫn tiếp tục quét, thì mình cũng quay cho bà con xem nha. Thì bà con cứ đăng ký kênh để theo dõi toàn bộ clip này, mình quay rất là chi tiết toàn bộ về cái vườn này. Xin cảm ơn bà con về làm quy trình 380 gốc cây bơ búp. Xin cảm ơn bà con đã quan tâm vào theo dõi clip này nha. Clip rất là dài nên bà con cứ quan tâm vào theo dõi nha.
We'll be right back.
We'll be right back.
Thank you.